Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Lý Bình lên tiếng vì bị đồn thay đổi thái độ với con gái riêng của vợ khi đã có con ruột mới sinh. Thông tin thay đổi thái độ với con riêng của vợ khi Phương Trinh Jolie sinh con trai khiến Lý Bình bức xúc. Vào ngày 24 tháng 6, Phương Trinh Jolie đã thực hiện phương pháp sinh mổ. Con trai của Phương Trinh Jolie và Lý Bình nặng 3kg. Mới đây, một fanpage đã đăng ảnh của gia đình Lý Bình và chia sẻ về việc anh có thái độ thay đổi với con riêng của vợ khi có con ruột điều này khiến lý bình bức xúc mặc dù đang bận rộn với việc chăm sóc vợ con nhưng nam diễn viên vẫn phải lên tiếng mình rất ghét những trang giật tích rẻ tiền dùng gia đình người khác để câu view thất đức quá cụ thể một fanpage đã chia sẻ hình ảnh gia đình phương trinh cho Ly, lý bình có nội dung từng lên tiếng thừa nhận coi con riêng của vợ như con ruột nay phương trinh cho Ly đã xin quý tự cho mình lý bình có thái độ đầy bất ngờ với bé mia và kèm theo dòng chú thích đổi thái độ nhanh quá anh ơi sau khi biết tin này đa số khán giả đều khuyên Lý Bình không nên để tâm tới những thông tin thất thiệt, kệ đi anh ơi, mình làm gì như nào gia đình mình biết là được. Kệ miệng đời đi chú, là người ba tuyệt vời của Mia và Tiga, bởi vậy tôi không thèm đọc vì biết là câu view. Lý Bình bức xúc lên tiếng về tin đồn thay đổi thái độ với con riêng của vợ sau khi có con ruột. Dưới phần bình luận nhiều người cũng bức xúc thay Lý Bình, trong đó Trương Quỳnh Anh hài hước bình luận trêu Rõ ràng là mày đổi thái độ Thương Mia hơn mà mày xạo hả con Trung Quỳnh Anh bình luận về chia sẻ của Lý Bình vào tháng 4 năm 2022, Lý Bình và Phương Trinh Cho Ly tổ chức đám cưới. Cũng trong ngày trọng đại, Phương Trinh Cho Ly bất ngờ công khai con gái riêng của cô là bé Mia, tên thật là Nam Phương. Từ khi yêu Phương Trinh Cho Ly, Lý Bình đã dành sự yêu thương chăm sóc cho Mia, dù là con riêng của vợ nhưng nam diễn viên coi bé Mia như con ruột của mình. Dù mới 9 tuổi nhưng Mia sở hữu mái tóc rất đẹp, vừa dày lại vừa suôn mượt. Điều này có lẽ là một minh chứng cho sự chăm sóc chu đáo của nữ ca sĩ Phương Trinh Cho Ly. Trong những video được đăng tải, ái nữ nhà Phương Trinh Cho Ly luôn xuất hiện với ngoại hình chỉnh chu từ quần áo đến đầu tóc. Mia không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài đáng yêu xinh xắn như bạn sao của mẹ Phương Trinh Cho Ly mà còn bởi những kiểu tóc đáng yêu và năng động. Bên cạnh những kiểu tóc cầu kỳ, Mia còn được mẹ đầu tư cho bộ sưu tập kẹp tóc vô cùng đáng yêu nhiều màu sắc. Trái ngược với những kiểu tóc nổi bật trên, trong những khoảnh khắc thường ngày, con gái Phương Trinh cho ly lại khá đơn giản. Ngày thường, Mia vẫn rất chuộng kiểu tóc xõa giản dị. Đôi khi nhóc thì được mẹ tạo những kiểu tóc điệu đà hơn như tóc biếm hoặc tóc búi củ tỏi hai bên năng đầu. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.